Hello, xin chào các bạn nha. Giờ là buổi chiều, hồi nãy mới vừa mưa xong một trận quá trời lớn luôn. Rồi mấy con khỉ nó cũng đói bụng quá trời luôn. Mà giờ này cũng là giờ chiều nữa, thành ra là mấy anh tranh thủ mấy anh ăn một trận cuối, giờ đi ngủ. Bây giờ đi lân tân vậy đó. Coi ai có cho cái gì thì xuống mà kiếm ăn. Ở đây chỗ này bác này bác lên bác có một cái bịch chuối bác rải ra đó. Cái gì vậy, đủ thứ loại trái cây hết á, hồng có, chuối có, xoài có. Nói về trái cây là có gì người ta đem lên cho nó ăn cái đó rồi các bạn. Giờ mà lúc này anh đang đói bụng nữa, thành ra là đó, xuống dưới với đường quá trời luôn, tràn ra ngoài đường ngồi lỗng ngỗng luôn. Rồi chờ ai cho gì thì ăn cái đó. Chiều thành ra cũng ít người đi, với lại trời mới vừa mưa xong nữa, thành ra là trời nó ẩm, đường xá ẩm, ít người đi tập thể dục. Thành ra mấy anh đói nên nó có người lên cho ăn là mấy anh ùa ra, mấy anh kiếm ăn. Mà tụi nó ngồi lỗng ngỗng ở ngoài đường như vậy, nó có con lớn nó ngồi kế cái anh đó, nó ngồi đó nó ăn rồi mấy nhỏ không dám vô, nó đi lòng vòng ở vòng ngoài thôi chứ không có dám sáp vô. Rồi con lớn nó ngồi nó chiếm vị trí tốt đẹp rồi. Nào các bạn nhìn đó, bạn thấy không, toàn là những con lớn có thức ăn trước, còn mấy con nhỏ thì đứng ở ngoài chờ, đứng ngoài chờ thôi chứ không có ăn được. Rồi mời các bạn xem núi khỉ V3 buổi chiều sau cơn mưa, những chú khỉ của nhà ta ăn như thế nào nha các bạn, mời các bạn cùng xem nha.